10 thói quen đơn giản mang đến giàu có, thành công. Thói quen tốt là nền tảng của sự giàu có. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người bình thường nằm ở chính những thói quen hàng ngày. Nói cách khác, người thành công có rất nhiều thói quen tốt và cực kỳ ít thói xấu. Nếu có thể nhận ra chính những thói xấu đang ngăn cản mình trở nên giàu có, đây chính là bước khởi đầu để bạn thay đổi số phận của mình. 1. Thức dậy sớm. Dậy sớm lúc bình minh để vội vàng ra cửa đi làm, khác với việc dậy sớm để có dư giả thời gian dùng cho việc suy nghĩ, xem xét trước khi đi làm. Người giàu thường làm theo cách thứ hai. Thời gian dư giả sẽ chuẩn bị tâm lý cho bạn trước khi đối mặt với các thách thức. Dậy sớm là một phương thức hữu ích để thiền và suy nghĩ hàng ngày của người giàu có. Hãy dậy sớm để có thời gian suy nghĩ và sáng tạo. 2. Thường xuyên đặt ra mục tiêu. Người thành công luôn hành động vì mục tiêu. Hãy liên tục đặt ra mục tiêu và lên sẵn kế hoạch cho một ngày làm việc. Người thành công là người biết nhìn xa trông rộng. Họ có mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và năm. Nhưng một mục tiêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có kế hoạch để đạt được. Vì vậy, bên cạnh đặt ra mục tiêu, người thành công còn nỗ lực tìm cách thực hiện chúng và luôn có trách nhiệm với bản thân mình. 3. Tự hoàn thiện bản thân. Người thành công luôn tìm cách để hoàn thiện bản thân mình. Họ đọc sách mỗi ngày và học hỏi để nâng cao chuyên môn. Họ không bao giờ lãng phí thời gian cho những việc không giúp mình tiến gần tới mục tiêu. Người thành đạt biết rằng thời gian là tài sản vô cùng quý giá và chỉ nên được sử dụng cho công việc của mình. Tự hoàn thiện chính là cam kết thực hiện các hành động để rèn luyện bản thân mình. Hãy tìm cách mở mang vốn hiểu biết, điều này không hề dễ dàng. Nhưng con người chỉ có thể trưởng thành từ những thử thách. Khi đã có kiến thức, cơ hội sẽ tìm đến bạn. 4. Chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày, người thành đạt đều tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn là vô cùng quan trọng. Tập thể dục có thể trở thành một thói quen thường nhật, cũng như tắm rửa. Những người tập thể dục đều đặn sẽ tích lũy những điều năng lượng để hoàn thành các kế hoạch đặt ra. 5. Xây dựng các mối quan hệ. Người thành công thường là tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Họ dành một phần thời gian của mình để thắt chặt tình bằng hữu và thiết lập các mối quan hệ lâu dài. Họ luôn chủ động tiếp xúc và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả. Có người từng nói, âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới này là tên của chính mình. Vì vậy, hãy cố gắng nhớ tên của tất cả những người bạn gặp. Hãy tự hỏi, chẳng lẽ bạn không ấn tượng với một ai đó nhớ tên của mình à? Đó là cách hữu hiệu để tạo dấu ấn và sự khác biệt cho bản thân. 6. Nỗ lực hoàn thiện nhiệm vụ. Việc hôm nay chớ để ngày mai, hãy hoàn thiện hết những công việc đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều có nỗi sợ, nhưng người thành đạt sẽ dẹp nỗi sợ sang một bên và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình và hoàn thành bằng mọi giá. Lời khuyên là khi ý nghĩa trì hoãn công việc xuất hiện trong đầu, hãy nhắc đi nhắc lại cụm từ phải làm nó ngay lập tức và đừng dừng lại cho tới khi công việc đã xong xuôi. 7. Tiết kiệm thường xuyên. Nói như vậy, không có ý nghĩa là hầu hết người giàu đều sống trong những căn nhà nhỏ, không điện nước và chỉ có một chiếc ghế, chỉ là họ không sống quá xa xỉ. Khi tạo dựng sự giàu có, họ sẽ xây dựng những thói quen nhận biết cái gì là thiết yếu, cái gì là xa xỉ và đó là thói quen gắn với họ. Họ có thể bắt đầu mua một vài thứ xa xỉ như một ngôi nhà đẹp hoặc một vài bộ quần áo hàng hiệu nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi ngân sách của họ và thường chỉ là một hoặc hai món không đáng kể. Sau cùng thì bạn không thể sống trong nhiều ngôi nhà và lái nhiều chiếc xe hơi cùng một lúc. 8. Chi tiêu hợp lý. Người giàu luôn cố gắng tránh bội chi, trong khi đó rất nhiều người khác lại đang vật lộn với các khó khăn tài chính.
do chi tiêu quá khả năng. Họ tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được và rơi vào cảnh nợ nần, ngập đầu. Nếu bạn đang ở trong tình trạng này, hãy thay đổi ngay để có thể kiểm soát tài chính của chính mình. 9. Đọc sách mỗi ngày. Rất nhiều người thành công dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Đọc sách có thể mang mở trí thức của bạn. Dành thời gian đọc sách tức là bạn đang phấn đấu hoàn thiện bản thân, giúp mình nổi bật và khác biệt với những người xung quanh. Với nhiều cuốn sách kinh điển trên thế giới như hiện nay, thì nếu chỉ đọc một cuốn sách một ngày, bạn sẽ không thể đọc hết cuốn sách đó. Qua những cuốn sách bạn đọc được rất nhiều về lịch sử, về nhân loại, về lối sống và các nền văn hóa khác. Phần lớn người nghèo nói rằng họ không thích đọc sách hoặc đơn giản là họ không có thời gian cho việc đó. Đây là một điều đáng buồn vì kho tàng kiến thức của nhân loại đã không được khai thác. Người giàu tích cực khai thác nguồn này để mài sắc trí óc và làm dịu tâm hồn của họ. Và nếu họ không có thời gian đọc, họ sử dụng công nghệ hiện đại để nghe thiết bị đọc sách trong khi di chuyển. 10. 70% người thành công đều có tính cách hướng nội. Người thành công thường có tài ăn nói, họ có thể đứng trước công chúng và nói trôi chảy, thao thao bất tuyệt. Trong mắt mọi người, đa số đều cho rằng những người có tính cách hướng ngoại dường như dễ dàng thành công hơn so với những người hướng nội. Nhưng theo số liệu điều tra cho biết, trong số những người thành công thì số người có tính cách hướng nội chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với những người có tính cách hướng ngoại. Năng lượng của người hướng ngoại thường hướng ra bên ngoài, do đó họ sẽ hoạt bát, thích xã giao. Năng lượng của người hướng nội lại hướng vào bên trong, nên họ hứng thú với thế giới nội tâm hơn. Họ yên tĩnh và thích ở một mình, tự suy xét về bản thân và suy ngẫm về sự đời. Tính tình của mỗi người là bẩm sinh, hầu như không thể thay đổi, nhưng tính cách thì có thể vun đắp được. Một người hướng nội có thể sẽ không thích nói chuyện, nhưng họ cũng có thể nói rất hăng say. Họ không thích xã giao, nhưng khi cần thiết, họ vẫn có thể thể hiện phong thái của mình. Thứ nhất, thích ở một mình là sự lựa chọn của tôi. Đa số con người sự cô đơn, không có ai bên cạnh. Khi ở một mình họ sẽ suy nghĩ lung tung, còn bạn lại rất thích tận hưởng khoảnh khắc ở lại một mình. Người hướng nội sợ hoạt động ngoại giao. Họ không tham dự vào các hoạt động kỳ thực là do tự bản thân họ lựa chọn như vậy. Thứ hai, biết lắng nghe nhất và có trái tim đồng cảm nhất. Người hướng nội rất tĩnh lặng, họ không thích nói chuyện phiếm, nhưng lại rất biết cách lắng nghe và có trái tim đồng cảm nhất. Khi bạn buồn, người hướng ngoại sau khi nghe bạn kể xong sẽ dẫn bạn tới những nơi náo nhiệt. Còn người hướng nội không chỉ có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn mà còn có thể bầu bạn, giúp bạn vượt qua mọi điều. Khi gặp khó khăn, điều cần nhất là một người hiểu bạn. Có một người bạn như vậy, bầu bạn quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Thứ ba, rất chuyên tâm và sâu sắc. Người hướng nội đa phần thích tự mình hoàn thiện công việc như việc đọc sách, viết văn. Qua nhiều năm tôi luyện, họ có thể làm việc tập trung cao độ và có thói quen suy nghĩ sâu sắc. Thứ tư, niềm vui rất đơn giản mà rất vui. Tính cách và niềm vui không liên quan đến nhau. Hướng nội hoàn toàn không có ý nghĩa là không vui, chỉ là thích hưởng thụ một niềm vui theo cách khác. Ví như họ thích chìm đắm trong sự tĩnh lặng, không bị ai quấy rầy. Họ có thể đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe một bản nhạc, ngẩn ngơ một hồi. Hay ngồi tĩnh lặng suy nghĩ miên man, thậm chí là khẽ rùng mình một cái. Họ cũng chẳng cần quá nhiều. Thứ năm, nói năng rõ ràng, rành mạch, mọi chuyện đều phải nói có sách, mách có chứng. Trong thời đại gấp gáp vội vã ngày nay, phẩm chất này rất hiếm hoi. Nhưng họ thường bị hiểu lầm rằng xấu hổ, ngại biểu đạt, chỉ là những người hướng nội hành xử rất cẩn thận. Những chuyện bản thân họ chưa rõ, sao lại phải nói ra khiến người khác nhiễu loạn tâm. Thứ sáu, năng lực chấp hành, đến kinh ngạc. Họ có thể rất tự tin là chính mình,
họ không cần người khác phải để mắt hay công nhận mà vẫn có thể làm việc một cách tuyệt vời. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bạn không muốn bản thân được tâng bốc lên tới tận mây xanh, mà tự thích thú truy cầu sự hoàn mỹ. Người khác có cách nhìn hay không cũng không quan trọng, bản thân làm tốt thì họ đã thấy rất mãn nguyện rồi. Thứ bảy, quan sát một cách nhanh nhạy, có bản lĩnh, thoát khỏi đam mê. Trong cuốn Hoan Lạc Tụng, Khâu Oánh Oánh là một người có tính cách hướng ngoại và thường rất nóng lòng, muốn thể hiện bản thân. Dẫu nhiều việc còn chưa làm rõ, đầu cua tai nheo, cô ta đã tâng bốc nói hết ra ngoài. Nên cô thường lâm vào cảnh khốn cùng, cũng khiến người khác chẳng được yên thân. So với cô ấy, Quách Thư Nhĩ trầm lặng, ít nói lại chiếm được cảm tình của nhiều người hơn. Không có điều gì cuốn hút hơn một người có khả năng quan sát nhạy bén. Thứ 8, biết giữ mồm giữ miệng là bản lĩnh, đáng tin mới xứng là nơi trông cậy. Người hướng nội đáng tin cậy nhất, bởi lẽ họ có thể giữ được bí mật. Mọi người biết rằng họ sẽ không tùy tiện bàn luận sau lưng người khác, cũng không đi loan tin khắp nơi. Mọi người thường có cảm giác rằng những người thuộc chòm sao hướng nội sắp nắm giữ toàn vũ trụ, bởi lẽ bí mật của thế giới đều nằm trong tay họ. Thứ 9, tiết kiệm nhưng không bại đãi bản thân, tiêu tiền vào những nơi hữu ích. Họ có thể vui vẻ ở nhà, họ không bước chân ra khỏi nhà, không phải là họ không có khả năng giao tiếp, mà là đôi khi họ cảm thấy không cần thiết. Nếu ở nhà mà vẫn có thể sống rất tinh tế, thì bạn sẽ không vì thế buồn chán mà tiêu tiền bừa bãi. Nhưng khi muốn tận hưởng, vui chơi thoải thích, thì họ không bại đãi bản thân. Thứ 10, ít khi bày tỏ thái độ, nhưng nói một lời là trúng đích. Suy cho cùng thì bạn nói gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là nói như thế nào. Người hướng nội không thích những chuyện phiếm vô dụng. Khi nói chuyện, họ chỉ nói thẳng vào trọng tâm, không thích đón ý mua vui. 11. Người lãnh đạo xuất sắc mang phong cách độc đáo. Ngược lại so với nhận thức của nhiều người, những người hướng nội có thể trở thành những nhà lãnh đạo cừ khôi. Có thể họ không thích nói chuyện, nhưng tính cách hướng nội khiến họ biết làm thế nào để tôn trọng người khác, làm thế nào có thể suy nghĩ mang tính chiến lược, làm thế nào để đưa ra đề xuất có giá trị. Người hướng nội thường có những nét sâu sắc trong một đội ngũ toàn quản lý toàn những người hướng ngoại. 12. Khả năng tự nhận thức bản thân rất lớn. Bức ảnh tả thực. Rất nhiều người không hiểu về bản thân mình, họ không hiểu được vì sao mình lại trở thành như vậy. Trong số những người hướng nội, rất nhiều người có nội tâm kiên định và mạnh mẽ. Họ vô cùng thấu hiểu bản thân và luôn tuân theo những suy nghĩ trong nội tâm mình. Họ còn biết rõ khi nào cần nạp thêm năng lượng cho bản thân mình. 13. Sức sáng tạo tuyệt vời, sự đột phá sức mạnh từ bên trong. Người hướng nội thường có những khả năng thiên bẩm mà người hướng ngoại không có. Thế giới của họ phong phú thế nào thì chỉ có bản thân họ biết. Rất nhiều nhà nghệ thuật, nhà khoa học vĩ đại đều là những đứa trẻ thiểu năng trong giao tiếp. 14. Tình cảm phong phú, đồng thời cũng hiểu được cách kiềm chế cảm xúc. Người hướng nội trong tâm rất nhạy cảm, với họ lại ít khi thể hiện những cảm xúc như phẫn nộ, kích động, hân hoan, bất lực ra ngoài cho người khác nhìn thấy. Thế giới nội tâm của họ cũng sẽ vô cùng hạnh phúc hoặc buồn bã thê lương, nhưng trông họ lại có vẻ tĩnh lặng như trước. 15. Nhân duyên sâu sắc, thích kết bạn tri kỷ tâm giao. Có lẽ bạn bè của họ cũng không nhiều, nhưng lại là những người bạn chí cốt bên nhau trọn đời. Họ không kết giao với những người bạn rượu thịt mà thích kết tâm giao. Những người bạn đó phải đáng tin, phải cùng chí hướng. Cho nên người hướng nội cũng có thể rất giỏi giang, thành đạt. Hướng nội không có nghĩa là thiếu sót và cần phải thay đổi. Dẫu tính cách rất hướng nội, song họ vẫn có thể có được một cuộc đời phong phú, đặc sắc. Hãy là chính mình, chỉ khi ấy bạn mới sống một cách tuyệt vời nhất.